liệu Putin có bị mắc ung thư? Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, truyền thông Ukraine đã mô tả về một người anh hùng huyền thoại là nỗi ám ảnh của máy bay Nga. Người này được mệnh danh là bóng ma của Kiev. Tuy nhiên, vị anh hùng này không có thật mà chỉ là một thêu dệt trong tưởng tượng. Còn truyền thông Mỹ thì ồ ạt đưa tin rằng Tổng thống Nga Putin bị ung thư và phải chuyển giao quyền lực. Thực hư của những thông tin này là gì? Mục đích phía sau của nó ra sao? Hoàng Hải xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Huyền thoại về bóng ma Kiev thực sự không tồn tại. Vào ngày 2 tháng 5 thì truyền thông Ấn Độ đã đưa tin rằng Ukraine thừa nhận phi công chiến đấu bóng ma của Kiev là một nhân vật tưởng tượng. Một phi công chiến đấu xuất sắc được ca ngợi như là một vị anh hùng quân sự vì đã bắn hạ 40 máy bay Nga. Người anh hùng trở nên nổi tiếng đến mức những câu chuyện ca tụng về anh ta tràn ngập trên các mạng xã hội. Người hùng không có thật này đã được tạo ra chỉ một ngày sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra vào ngày 24 tháng 2. Khi này thì những người dùng mạng xã hội bắt đầu lan truyền những tuyên bố sai sự thật về một phi công chiến đấu không rõ danh tính, người đã một tay bắn hạ rất nhiều máy bay phản lực của Nga. Thậm chí là cựu tổng thống Ukraine là Petro Poroshenko còn nói dối rằng có một bức ảnh do Bộ Quốc phòng Ukraine cung cấp 3 năm về trước, trong đó mô tả về bóng ma Kiev, kẻ đã bắn hạ 6 phi công Nga. Người đàn ông này nổi tiếng đến mức khắp trên các mạng xã hội, những bức ảnh không liên quan và thậm chí là có cả các cảnh quay lấy từ một trò chơi điện tử. Tất cả đều cho thấy rằng anh ta là một bóng ma của Kiev đã tiêu diệt nhiều máy bay phản lực của Nga. Tài khoản Twitter chính thức của Ukraine cũng đăng một đoạn video tương tự với hình ảnh của một máy bay chiến đấu đang tham chiến, được đưa vào với âm nhạc rộn ràng và chú thích rằng mọi người gọi anh ta là bóng ma của Kiev. Và đúng như vậy, con át chủ bài này thống trị bầu trời thủ đô và đất nước của chúng tôi và đã trở thành cơn ác mộng đối với máy bay Nga xâm lược. Sau đó thì cơ quan an ninh Ukraine SBU cũng đã công bố những hình ảnh cũ tương tự trên Telegram, tuyên bố rằng đã bắn rơi 10 máy bay Nga. Thời điểm này thì các hãng tin tức cũng đua nhau đưa tin về một người hùng có khả năng lập chiến công liên tiếp phải khiến cho không quân Nga khiếp sợ. Tuy nhiên, giấy thì không bọc được lửa. Danh tính của con ma ấy gần đây đã hoàn toàn bị mất uy tín. Vào ngày 1 tháng 5, chính phủ Ukraine đã thừa nhận rằng bóng ma Kiev là một biểu tượng được tạo ra không tồn tại trong đời thực. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một số trang tin tức đã xác định việc nhầm lẫn mập mờ về thiếu tá người Ukraine là Stephen Tarabakan là người được mệnh danh bóng ma Kiev. Nhiều cư dân mạng đang thắc mắc rằng Ukraine đã nói dối như thế nào vì cái gọi là bằng chứng về máy bay chiến đấu hóa ra chỉ là một trò chơi điện tử. Tại sao Ukraine lại phải nói dối? Hẳn là quý vị còn nhớ tới cuộc chiến khi mới bắt đầu. Về tương quan lực lượng thì nếu đem so sánh Ukraine so sánh với Nga thì Kiev là bên yếu hơn rất nhiều. Điều này khiến cho người ta ở trong trạng thái Nga mạnh như thế mà đánh một kẻ yếu hơn mình quá nhiều. Đó là cậy mạnh ức hiếp yếu và người ta khi đó sẽ có xu hướng bênh vực và bảo vệ cho bên yếu hơn. Do đó cuộc xung đột Nga với Ukraine được miêu tả như là một cuộc xâm lược man rợ trên các mạng xã hội. Một mặt, Ukraine tự hào trên Internet rằng họ đang chiến thắng và khiến cho thế giới không ngừng tiếp sức cổ động cho quân đội Ukraine. Điều này sẽ làm cho binh lính Ukraine có thể xả thân nơi chiến tuyến vì lý tưởng hóa cuộc chiến của mình. Và bóng ma Kiev này chỉ là một trong những ví dụ về việc sử dụng thông tin sai lệch trong chiến tranh tuyên truyền tại cuộc xung đột này. Chúng ta cũng phải tự hỏi rằng, rốt cuộc thì có bao nhiêu thông tin sai sự thật được Ukraine tuyên truyền và mức độ đáng tin cậy trong các tuyên bố là bao nhiêu? Nhưng đưa thông tin sai sự thật không chỉ có một mình Ukraine, mà bản thân Mỹ cũng đang áp dụng chiến thuật này. Putin đột ngột bị ung thư. Truyền thông đồng loạt đưa tin rằng ông Putin có thể phải phẫu thuật ung thư và tạm thời giao lại quyền lực đất nước cho thư ký Hội đồng Bảo an Nga Nikolai Pachusev. Báo cáo này cũng nói rằng cuộc phẫu thuật và phục hồi dự kiến sẽ khiến cho ông Putin mất khả năng lao động trong một thời gian ngắn. Và do đó, cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine sẽ do một nhân vật mới giám sát. Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất từ NDTV cho biết rằng những thông tin trên các phương tiện truyền thông phương Tây và những tuyên bố của các quan chức Mỹ cũng không thể xác thực được tính khả tín của tin tức này. Điện Kremlin tất nhiên là phủ nhận thông tin này và giới quan sát cho rằng thông tin từ Mỹ về Tổng thống Nga Putin thực sự rất khó có thể tin tưởng. Có hai lý do để cho nó trở nên khó tin như vậy. Thứ nhất, Mỹ thường tung tin giả về Nga. Tờ Washington Post đã đưa tin vào ngày 11 tháng 3 rằng chính phủ Mỹ tin rằng Nga có thể sớm thực hiện các vụ tấn công hóa học trên đất nước Ukraine. Các quan chức an ninh và ngoại giao Mỹ chỉ ra rằng Nga có thể chuẩn bị cho việc triển khai vũ khí hóa học và cảnh báo rằng Điện Kremlin có thể tìm cách để thực hiện một cuộc tấn công cờ giả nhằm đổ lỗi cho người Ukraine hoặc có thể là các chính phủ phương Tây. Tuy nhiên thì khi được hỏi về thông tin chi tiết, các quan chức đã từ chối trả lời một cách trắng trợn. Sau đó thì tờ NBC News đã đưa tin rằng chính quyền Mỹ không có bằng chứng nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng các chất hóa học trong cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra.
NBC dẫn lời ba quan chức Mỹ nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy Nga đang đưa bất kỳ một vũ khí hóa học nào đến gần Ukraine. Họ cũng tiết lộ đó chỉ là một động thái phủ đầu, nó được cố tình ngụy tạo để ngăn cản Nga sử dụng các loại vũ khí bị cấm. Nói về chiến tranh thông tin thì nó không phải là một điều xấu, miễn là nó được triển khai để chống lại các đối thủ. Nhưng điều đó có thể trở nên không cần thiết khi mà bạn nhận ra rằng chiến tranh thông tin của mình có thể gây tác động tiêu cực đến các nỗ lực hòa bình. Trên thực tế thì Mỹ sử dụng chiến thuật chiến tranh thông tin như vậy đối với hầu hết các đối thủ của mình. Và đây là những gì mà Mỹ đã từng làm trong nỗ lực làm suy yếu chế độ Bashar al-Assad ở Syria và Saddam Hussein ở Iraq. Mỹ khuếch đại các thông tin chưa được xác minh để đánh phủ đầu và hạ thủ các đối phương của mình, đồng thời tạo ra một cái cớ cho các biện pháp trừng phạt kinh tế và hành động quân sự. Thứ hai, Mỹ đã tung tin đồn về sức khỏe của Putin trong một thời gian dài. Khi nói về những tin tức chưa được xác minh chống lại Tổng thống Nga Putin, Mỹ đã có lịch sử tung tin đồn thất thiệt về sức khỏe của ông ta. Bất cứ khi nào ông Putin có trong trạng thái mạnh mẽ hoặc đang giành được một lợi thế trong trận chiến nào đó, thì Mỹ bắt đầu tung tin tức về sức khỏe của ông ấy được cho là rất kém. Tại sao Hoa Kỳ lại thích tung tin đồn về Nga, về Putin đến như vậy? Lý do thứ nhất, đó là đối với các quan chức chính quyền Biden thì việc tuyên truyền như vậy rất có ý nghĩa. Họ biết rằng hầu hết các cường quốc và những tổ chức quan trọng như Ấn Độ, Trung Quốc, ASEAN và một mức độ nào đó thì thậm chí có cả EU đã từ chối tuân theo đường lối của Washington trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Đối với các cường quốc này mà nói thì chống lại nước Nga chẳng có lợi ích gì cho họ cả. Vì vậy, Mỹ tất nhiên cần phải đánh hơi được điều này từ họ, cho nên Mỹ có thể đang cố gắng để báo hiệu rằng Putin sẽ không ở lại và đây là một cơ hội rất tốt để kéo đổ Moscow bằng những biện pháp mạnh mẽ và gay gắt. Lý do thứ hai, tinh thần của Ukraine đang xuống dốc. Vào ngày 2 tháng 5, Reuters đã đăng tải một buổi phỏng vấn nhà báo từng đoạt giải thưởng báo chí quốc tế năm 2017 là cô Eva Ballet. Cô là phóng viên thực tế có mặt tại Ukraine đã đưa tin tức trực tiếp từ chiến trường. Trong buổi phỏng vấn này thì nhà báo đã tiết lộ một số thông tin đáng ngạc nhiên về danh sách thủ tiêu của Zelensky chống lại các nhà báo. Sự thật phía sau tuyên truyền về các ngôi mộ tập thể ở Mariupol và tội ác của binh lính Azov ở Ukraine. Để hiểu rõ hơn về những điều cô ấy nói thì xin mời quý vị có thể tham khảo tin tức từ trang Twitter của cô ấy tại đây. Điều này cho thấy rằng Ukraine đang đứng ở thế bấp bênh trên mặt trận thông tin. Cùng với việc Ukraine đang đối mặt với những thất bại lặp đi lặp lại, các thành phố và cảng của họ đang bị quân Nga tấn công dữ dội. Ngay cả những thành phố lớn như là Kharkiv và thủ đô Kiev cũng đã bị tàn phá bởi các cuộc tấn công của Nga. Ukraine đang đứng trước nguy cơ trở thành một quốc gia không giáp biển do bị Nga tấn công vào các cảng biển chiến lược của nước này. Ukraine đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thương mại kéo dài sau chiến tranh. Tất cả làm cho tinh thần của Ukraine đang xuống dốc và ông Zelensky cần phải làm gì đó để cứu lấy thể diện, nâng cao tinh thần cho người Ukraine. Giới quan sát cho rằng với sự giúp đỡ của Mỹ, chính quyền của ông Zelensky có thể phát minh ra thuyết ung thư cho Putin. Và nó có thể không giúp cho Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến, nhưng ít nhất sẽ tạo được suy tưởng về một nước Nga yếu kém và từ đó có thể giúp cho Zelensky ở cấp độ chính trị. Vâng, kính thưa quý vị, cuộc chiến Nga-Ukraine đến thời này vẫn chưa phân định được thắng thua. Liệu Ukraine có thể kháng cự và tồn tại hay là liệu Nga có thể hoàn thành được mục tiêu của mình hay không, chúng ta đều không thể biết. Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng chúng ta cần biết sự thật, chính là những mất mát cho cuộc chiến này đang diễn ra. Chúng ta có lẽ không thể phân định được đúng và sai, nhưng chúng ta cần phải biết sự thật. Tuy nhiên, sự thật đối với chúng ta lúc này thực sự rất xa xỉ. Và chính người dân Ukraine cũng không thể biết điều gì đang xảy ra với đất nước của họ. Bởi vì đơn giản là không ai nói cho họ biết, cũng như chúng ta vậy. Những gì mà chúng ta có thể thấy, có thể xem, có thể đọc trên các phương tiện truyền thông phương Tây là những câu chuyện chỉ có hai phần mà thôi. Nga đang có hành động gây hấn vô cớ và không chính đáng. Điều này được hiển thị bởi các báo cáo về các tòa nhà Ukraine mà Nga đã phá hủy và phần còn lại của các địa điểm tôn giáo bị san bằng ở quốc gia Đông Âu này. Mặt khác thì có những báo cáo về sự dũng cảm vô song của Ukraine. Chúng ta có thể đọc các báo cáo về việc quân đội Ukraine giết các tướng Nga, Ukraine đánh chìm một tàu chiến lớn của Nga và người Ukraine phá hủy các thiết bị quân sự của Nga. Thế nhưng thì vẫn có ý kiến cho rằng Ukraine lại đang chảy máu trước Nga và Putin, dường như không nói hoài. Những lời nói dối thì thường có một dấu hiệu, đó là ẩn chứa trong đó những mâu thuẫn theo kiểu như thể là câu sau đá câu trước. Ví dụ, nếu như Nga bị tổn thất nặng nề về quân đội và thiệt hại trên mọi mặt trận thì vì sao họ lại có thể xuyên thủng hàng phòng thủ của Ukraine? Và nếu như báo cáo về khả năng phòng ngự anh hùng của Ukraine là sự thật thì làm cách nào mà Nga lại tàn phá và xâm chiếm được nhiều thành phố cảng quan trọng của Ukraine đến như vậy? Làm thế nào để quân Nga có thể siết chặt kinh tế của Ukraine khi họ đã kiểm soát được bờ biển Đen? Rất mâu thuẫn phải không quý vị? Các phương tiện truyền thông phương Tây đang vẽ lên một Ukraine vừa là nạn nhân lại vừa là anh hùng. Trên thực tế thì một chiến dịch thông tin sai lệch đang diễn ra nhằm che giấu sự thật và cái mà chúng ta cần thì lại là sự thật. Nhưng chúng ta cũng không nên nôn nóng, chờ đợi đôi khi là hạnh phúc.
và sự thật luôn ở phía sau, chúng ta sẽ chờ đón nó. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.